ô tô 50 triệu đổ về, dân ít tiền thỏa ước mua xé hộp. Những chiếc ô tô có tuổi đời gần 30 năm đang tràn về các vùng quê, đáp ứng ước mơ lên đời xé hộp của những khách hàng ít tiền. Ô tô 50 triệu về quê, ông Nguyễn Công Hưng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, cách đây hơn một năm, bỏ ra 80 triệu đồng mua một chiếc Matiz đời 2004, thấy giá rẻ, đến xem nhìn ưng, thế là mua liền. Anh Hưng cho biết, sau khi mua về, đầu tư thêm 40 triệu đồng nữa, làm lại kết nước, khung gầm và động cơ. Đến nay, chiếc xe chạy rất ổn. Theo anh Hưng, hiện nay nhiều ô tô cũ có giá bán dưới 100 triệu, đang tràn về các vùng quê. Riêng xã tôi giờ có hơn chục chiếc loại ô tô này, chiếc rẻ nhất có giá 25 triệu đồng và cao nhất là 80 triệu đồng. Khách mua xe, có người là chủ cửa hàng nhôm kính, lên đời ô tô để đi ký hợp đồng cho ếch hay đi thi công công chứng chỉ nhà xa. Tuy nhiên, cũng có ông chịu chơi, mua chiếc ô tô 40 triệu đồng về, thỉnh thoảng lái chạy ra đường cho vui. Ưu điểm của những chiếc xe này là có giá rẻ, vừa túi tiền và thỏa ước mơ lên đời xế hộp của nhiều người. Chả có chiếc nào mua về mà chạy tốt cả, hầu hết phải chi tiền để làm lại. Có người bỏ ra 25 triệu đồng, mua chiếc Daewoo Seilo đời 1996 về, cũng chỉ thêm 30 triệu sửa nữa mới đi lại được, anh Hưng nói. Theo anh Ninh Văn Quỳnh, chủ cửa hàng ô tô cũ tại thành phố Ninh Bình, số lượng ô tô chạy từ 20 đến 30 năm ngày càng tăng, nhiều chiếc xe đang được giao bán với giá từ 20 đến 50 triệu đồng. Ở thành phố, người ta không mua những chiếc xe này, vì vậy thị trường tiềm năng chính là những vùng quê, nơi thu nhập của người dân vẫn còn thấp. Giá chỉ bằng chiếc xe máy, tuy nhiên có ô tô ở quê thấy oai hơn hẳn. Nhiều người vẫn ưa thích dòng xe Nhật Bản do đã có tiếng về chất lượng và bền bỉ. Vì vậy những chiếc Toyota Corolla hay Nissan Vubus được sản xuất vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên xe Hàn như Daewoo Seilo hay Kia Pride CD5 sản xuất năm 1990 cũng được ưa thích vì mới hơn. Giống như phong trào vậy, nếu một vài người mua xe giá rẻ về, tu sửa mà vẫn chạy tốt thì nhiều người sẽ bắt chước để mua. Có người vừa trả chiếc xe của tôi 110 triệu đồng nhưng tôi không bán, anh Hưng nói. Một số cửa hàng bán ô tô cũ tại tỉnh Thái Bình và Nam Định cho biết, nhu cầu về những chiếc ô tô cũ có giá khoảng 50 triệu đồng không phải là hiếm. Mua xe về sau đó bỏ thêm 30 đến 50 triệu đồng nữa, sửa chữa để đi lại. Số tiền này phù hợp với nhiều gia đình tại các vùng quê hiện nay. Tuy nhiên bán những chiếc xe này, lợi nhuận chẳng ăn thua, nên các cửa hàng ô tô cũ không hào hứng kinh doanh. Cẩn thận, xe dưới 50 triệu, sửa hết 100 triệu. Theo ý kiến từ một số kỹ sư ô tô, khi mua những chiếc xe này thì phanh toàn là quan trọng nhất. Cần phải đi kiểm tra, thay mới hệ thống phanh để bảo đảm an toàn. Với chiếc xe cũ có giá từ 20 đến 50 triệu đồng mà đòi hỏi chủ xe thay má phanh định kỳ là điều không tưởng. Giá bộ má phanh từ 3 đến 5 triệu đồng khiến nhiều người không muốn thay. Bên cạnh đó, với khách hàng ở các vùng quê, kiến thức về ô tô không nhiều nên thường bỏ qua chuyện này, cứ thấy đạp phanh ăn là yên tâm. Nếu không thường xuyên kiểm tra và theo dõi má phanh, kết quả có thể đe dọa đến mạng sống con người, đặc biệt là trong các tình huống cần phải có một phản ứng nhanh. Đã từng xảy ra chuyện một chiếc Lada giá 20 triệu khi chạy trên đường quê phanh, không ăn, gây tai nạn và lái xe phải chi cả 100 triệu để đền bù. Tiếp theo là khung gầm và động cơ. Hầu hết những chiếc xe này khung gầm không còn tốt do lâu ngày bị mục nát, nếu không sửa chữa sẽ gây nguy hiểm khi lưu thông trên đường cho cả người ngồi trong xe lẫn bên ngoài. Động cơ của xe cũng quá cũ sẽ gây ra nhiều trục trặc và ảnh hưởng đến độ an toàn của xe. Đầu tư chi phí để tu sửa thì tốn kém và chiếc xe quá rẻ khiến nhiều người không muốn chi phí tăng quá giá tiền mua xe. Không khéo mua 50 triệu, sửa hết 100 triệu vẫn đi không ổn, bán đi không xong, ôm luôn cục nợ. Nói tóm lại, một chiếc xe quá cũ lỗi càng xảy ra thường xuyên và nguy cơ gây tai nạn cho người ngồi trên xe cũng như người tham gia giao thông xung quanh cao hơn. Năm siêu xe đắt nhất Việt Nam 2017. Trong số 5 siêu xe đắt giá nhất tại Việt Nam, có tới 3 chiếc thuộc sở hữu của doanh nhân Minh Nhựa, 2 chiếc còn lại của các đại gia phía Bắc. Dưới đây là 5 mẫu siêu xe có giá trị cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Số 5, Lamborghini Aventador Roadster, 26 tỷ đồng. Hiện nay tại Việt Nam có 2 chiếc Lamborghini Aventador Roadster
một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng ngà. Cả hai đều thuộc sở hữu của các đại gia phía Bắc. Thời điểm mới về nước, Aventador Roadster được showroom chào giá 26 tỷ đồng, đắt hơn khoảng 3,5 tỷ đồng so với bản Copper. Giá xuất xưởng của Aventador Roadster bản cơ sở khoảng 443.800 USD. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít như bản Copper, công suất tối đa 690 mã lực tại 8.250 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 690 nm tại 5.500 vòng trên phút, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa đạt 349 km/h. 4. Lamborghini Aventador LP 750 SV 35 tỷ đồng. Chiếc Aventador LP 750 SV đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là chiếc duy nhất bản Copper thuộc sở hữu của thiếu gia Minh Nhựa. Xe có giá sau thuế khoảng 35 tỷ đồng tại Việt Nam. Aventador LP 750 Super Vehicle được giới thiệu vào tháng 3 năm 2015 tại Geneva Motor Show. Siêu xe này có hệ thống truyền động được nâng cấp, công suất động cơ cũng tăng từ 750 lên 750 mã lực. Mô men xoắn cực đại 690 nm tại tua máy 5.500 vòng trên phút. Kết hợp với việc giảm trọng lượng 50kg do sử dụng sợi carbon tăng cường cả bên trong và bên ngoài xe, LP 750 SV có tỷ lệ trọng lượng 1 mã lực trên 2kg. 3. Lamborghini Aventador LP 750 Super Vehicle Roadster trên 40 tỷ đồng. Chiếc Lamborghini Aventador Super Vehicle phiên bản mùi chân đầu tiên tại Việt Nam được một showroom tư nhân tại Hà Nội nhập về hồi tháng 12 năm 2016. Mẫu xe này nhanh chóng xoán ngôi siêu xe LP 750 SV Corpo của Minh Nhựa để trở thành chiếc Lamborghini đắt nhất Việt Nam. Tại Mỹ, siêu xe có giá từ 530.000 USD, chưa bao gồm thuế. Mức giá sau thuế tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng theo cách tính thuế mới, giá trị siêu xe này không dưới 40 tỷ đồng. Lamborghini Aventador LP 750 Super Vehicle Roadster được công bố tại triển lãm Pebble Beach Corner 2015. Xe có cấu trúc gọn nhẹ với hai mảng sợi carbon ép thành khoang cabin và khung sườn. Nhờ các nỗ lực giảm cân, trọng lượng xe được giảm xuống còn 1.575 kg, nhẹ hơn 50 kg so với bản thường. 2. Bugatti Veyron 70 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Bugatti Veyron nắm giữ kỷ lục chiếc xe có giá xuất xưởng đắt nhất tại Việt Nam. Theo dân chơi xe, nếu tính đầy đủ thuế để ra biển trắng, siêu xe từng thuộc sở hữu của Minh Nhựa có thể lên tới 70 tỷ đồng. Bugatti Veyron có xuất xưởng 1,6 triệu USD. Chiếc xe tại Việt Nam thuộc dạng quá khoa sử dụng. Hiện nay siêu xe vẫn chưa tìm được chủ mới sau khi Minh Nhựa bán lại. Xe được chăm sóc kỹ bởi các chuyên gia người Nhật nên vẫn giữ được tình trạng tốt sau nhiều năm về Việt Nam. Siêu xe này đứng thứ 2 Việt Nam về giá trị sau thần gió Pagani Huayra. Ở vị trí số 1 là Pagani Huayra 80 tỷ đồng. Vị trí số 1 tại Việt Nam là siêu xe Pagani Huayra thuộc sở hữu của thiếu gia Minh Nhựa. Chiếc xe này có giá trị sau thuế tại Việt Nam khoảng 80 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2016, Minh Nhựa cho biết Pagani Huayra đã được nhập về Việt Nam nhưng không tiết lộ mức giá cụ thể. Doanh nhân này chỉ tiết lộ mức giá cao hơn mức 78 tỷ đồng. Việc siêu xe Pagani Huayra được nhập về Việt Nam khiến dư luận xôn xao. Trên thế giới chỉ có khoảng 100 chiếc Huayra được sản xuất. Chiếc xe này hiện đã được thay thế bằng mẫu Huayra BC và Huayra Roadster đắt giá hơn. Huayra không chỉ là siêu xe mà còn được coi như tác phẩm nghệ thuật trên bánh xe. Mỗi con ốc vít có giá lên tới 98 USD. Siêu xe thể thao Lincoln Hypersport từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn Fast and Furious 7. Số lượng sản xuất hạn chế ở con số 7, các chi tiết trên xe được mạ vàng và lính kim cương. Lincoln Hypersport là siêu xe đầu tiên đến từ thế giới Ả Rập và ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm International Qatar Motor Show 2013. Siêu xe sang trọng bậc nhất thế giới này được phát triển từ công ty mô tô Derab Devas đứng đầu vào năm 2012. Lincoln Hypersport có giá bán cao ngất ngưởng lên tới 3,4 triệu đô, là một trong những siêu xe đắt nhất thế giới hiện tại. Giá bán của nó bằng tổng giá của một chiếc siêu xe LeFerrari và McLaren P1 cộng lại, chỉ đứng sau chiếc Lamborghini Veneco 4,5 triệu đô và chiếc Maybach Elektra 8 triệu đô. Giá bán cao ngất ngưởng đi kèm là chiếc xe cực hiếm trên toàn thế giới với số lượng sản xuất hạn chế chỉ có 7 chiếc.
Lincoln Hypersport sở hữu sức mạnh khủng với khối động cơ 6 xi lanh, tăng áp kép, dung tích 3,7 lít, công suất 750 mã lực và moment xoắn cực đại 960 nm, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây và vận tốc tối đa 395 km/h. Không phải tự dưng chiếc xe có giá trên trời như vậy, tất cả đều có lý do của nó. Lincoln Hypersport ấn tượng với đèn pha LED đính 420 viên kim cương với tổng trọng lượng lên đến 15 carat. Ngoài ra, nội thất bên trong của xe với các chi tiết được khâu bằng chỉ vàng. Còn số 7 ấn tượng, thiết kế phần đuôi của xe được lấy cảm hứng từ biểu tượng hình chữ V, cũng chính là con số 7 trong tiếng Ả Rập và được coi là một con số rất may mắn và tốt lành. Không chỉ hấp dẫn với độ cực hiếm và sự sang trọng, Lincoln Hypersport còn được tặng kèm đồng hồ Cross Clarity phiên bản đặc biệt cho khách hàng khi sở hữu chiếc siêu xe trên. Giá bán của đồng hồ này tới gần 120.000 bảng Anh, hơn 3,8 tỷ đồng.